À, hôm nay là mình sẽ tìm hiểu về cái thì quá khứ đơn con ha, và thì quá khứ hoàn thành nha, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Thì đầu tiên là chắc là cô sẽ cung cấp cho mấy đứa cái công thức của hai thì này trước. Đầu tiên là cô sẽ có thì quá khứ đơn là con. Thì quá khứ đơn thì cái công thức của nó nè là ở thể khẳng định á, thì nó sẽ là chủ từ cộng với lại V2 hoặc là VI đi nha, cộng với lại tức từ con. Thì quá khứ đơn là mình dùng V2 nha. Còn nếu mà không có V2 thì mình sẽ dùng cái động từ đó thêm in vào ha. Còn ở phủ định thì nó sẽ là chủ từ nè. Rồi tới did trình, con mượn cho động từ là did, con thêm not vào sẽ trở thành did trình nha. Câu phủ định thì nó sẽ có not, did trình đó. Thì mượn cho động từ đúng không con? Mượn là phải trả nó về nguyên nguyên mẫu, là động từ nó đưa về nguyên nguyên mẫu. Vậy thì trong thì quá khứ đơn mà thể phủ định thì sẽ là did trình cộng với động từ nguyên nguyên mẫu nha. Còn ở thể nghi vấn con là con đem cái trợ động từ did ra đằng trước sau mà tới chủ từ nha. Mượn cho động từ đít thì động từ nó phải đưa về nguyên mẫu là v v0 nha. Rồi, thì đây là công thức của thì quá khứ đơn nha con. V2 đi nha, đít trên v0 và đít chủ từ v v0 nhớ nha. Rồi, con xem thì quá khứ hoàn thành, cái thì mới nè, mình chưa có học thì này nha. Thì quá khứ hoàn thành ở thể khẳng định của nó đó con, ở thể khẳng định thì nó sẽ là gì đây con? Nó sẽ là hết cộng với v v3 đi nhớ nha. Cái công thức của thì quá khứ hoàn thành nó sẽ là chủ từ hết V3 đi. Đây mình chỉ xem V3 tự động thêm hết rồi mình thêm V3 đi vô ha. Xong rồi tới phủ định đó không thì nó sẽ là hết trình. Có là từ hết hay là mình thêm nó vào thì nó sẽ trở thành là hết trình. Hết trình xong rồi tới V V3 đi nha con. Đấy nha. Rồi, còn thể nghi vấn của nó, câu hỏi đó không thì con sẽ thêm hết chủ từ V V3 đi. Nhớ nha, cô nhắc lại nha. Quá khứ đơn thì con dùng V2 đi, còn quá khứ hoàn thành thì mình sẽ dùng là hết V V3 đi. Nhớ nha con. Rồi. Cái này cách dùng nó mới quan trọng này mới đó. Đầu tiên là mình tìm hiểu cái cách sử dụng của thì quá khứ đơn trước không ha. Vậy thì cái thì quá khứ đơn nè là cái thì đầu tiên nãy mình học đó, thì nó diễn tả một cái hành động nó đã xảy ra nhưng mà nó cũng đã chấm dứt trong quá khứ luôn rồi. Vậy là cái việc đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng nó cũng đã chấm dứt trong quá khứ luôn rồi nha. Cô ví dụ như là I went to Hồ Chí Minh City last month. Nó có cái từ last này không? Last month là tháng vừa rồi nha. Rồi, vậy thì tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng vừa rồi. Vậy thì con thấy gì đây con? Con thấy là cái tháng vừa rồi đó thì tôi đã đến đó đúng không? Và cái việc đến đó nó cũng đã chấm dứt luôn rồi, nó đã xảy ra vào tháng tháng vừa tháng tháng trước rồi đó. Thì cô sẽ sử dụng thì quá khứ đơn đây nha. Rồi, là went. Mình sẽ có là V1 là go, V2 là went, V3 là gone nha. Vậy thì mình sẽ sử dụng V2 tại vì nó là thì quá khứ đơn đó. Nhớ nha. Rồi. Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ luôn rồi nha. Tiếp theo là cô đi qua cái thì quá khứ hoàn thành này con, thì nó diễn tả một cái hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ nha. Nhớ kỹ giúp cô nha. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động trong quá khứ. Cô ví dụ nha. I had done my homework before I went to bed last night. Tôi đã làm bài tập trước khi mà tôi đi ngủ vào tối qua. Vậy thì đầu tiên nha con, last night là tối qua, đó là một cái khoảng thời gian trong quá khứ tối qua đúng không? Thì tối qua tôi đi ngủ đó, I went to bed, ngủ kiểu như là đã đi ngủ rồi. Xong rồi trước khi mà tôi đi ngủ đó con, trước khi mà tôi đi ngủ nè, thì tôi đã làm bài tập. Vậy thì có phải là cái việc làm bài tập đó nó diễn ra trước khi tôi đi ngủ không? Mà cái việc đó là gì đây con? Cái việc mà tôi đi ngủ đó diễn ra trong quá khứ rồi. Còn cái việc mà làm bài tập đó nó diễn ra trước quá khứ nữa. Thì con sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Nhắc lại nha. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động diễn ra trước một hành động trong quá khứ. Nha. Ví dụ như là hôm qua, Lộc xem tivi xong rồi Lộc đi tắm. Vậy thì cái việc mà xem tivi nó diễn ra trước cái việc đi tắm. Vậy thì cái việc đi tắm đó con sẽ chia thì gì con? Thì con sẽ chia thì quá khứ đơn. Còn cái việc mà làm bài tập đó nó diễn ra trước khi mà đi tắm đúng không, thì hành động diễn ra trước đó thì cô sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành nha. Vậy thì nó mới xuất hiện cái cách dùng thứ ba của cô, là cô nhớ cái dấu cộng thứ ba đó để mình chút xíu mình làm bài tập ha. Là hai hành động xảy ra trong quá khứ này không, hai hành động xảy ra trong quá khứ nhớ nha, hai hành động đó đều xảy ra trong quá khứ thì mình mới áp dụng cái này nha. Hai hành động nó xảy ra trong quá khứ, hành động nào diễn ra trước con dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động nào diễn ra sau con dùng quá khứ đơn. Cô đọc lại nha. Hai hành động xảy ra trong quá khứ, hành động nào diễn ra trước con sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành, còn hành động nào diễn ra sau thì con sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Con nhớ giùm con nha. Rồi.
Thì quá khứ hoàn thành thì con sẽ sử dụng để hết VP ID nè. Rồi, còn hành động diễn ra sau thì con sẽ sử dụng thì quá khứ đơn là V2ID. Đấy nha. Rồi, trước là quá khứ hoàn thành, sau là quá khứ đơn. Trước là quá khứ hoàn thành thì công thức của quá khứ hoàn thành sẽ là hết VP ID. Còn hành động diễn ra sau thì con sẽ sử dụng thì quá khứ đơn thì là V2ID nha. Rồi. Ok. Chút xíu nữa con mở cái cuốn tập ra. Cái mình coi cái mình làm bài tập nha. Dạ, bây giờ con nhìn vô cái bài tập này. Okay. Rồi. Exercise 1, the past perfect. Exercise 1, con nhìn giùm con nha. Use the verbs in the practice in the past perfect. Con past là quá khứ, perfect là hoàn thành. Vậy thì cái bài này đó Lộc ha. Thì mình sẽ chia những cái động từ trong ngoặc đó con sang thì quá khứ hoàn thành của nó. Thì quá khứ hoàn thành công thức là gì vậy Lộc hả? Thì công thức hoàn thành quá khứ là gì đây con? Đọc ơi. Hello. Rồi. Ừ, thì quá khứ hoàn thành công thức là gì con? Thì quá khứ hoàn thành công thức là chủ từ. Ừ. Cộng với lại gì? Hết. Cộng hết cộng V3 đi đúng không con? Chủ từ hết V3 đi. Vậy là con sẽ cái nguyên cái bài này là con chỉ cần chia thì con chỉ cần chia cái thì quá khứ hoàn thành giùm cô thôi đó. Có là con chỉ cần chia là gọi là khẳng định nè, phủ định với lại nghi vấn của thì quá khứ hoàn thành thôi nha, là hết cộng V3 đi đó. Cô ví dụ nha, câu số 1. Why did Tom's mother get angry with him? Tại sao mà mẹ của Tom lại giận anh ta vậy? Bởi vì anh ta gì đây con? Bởi vì anh ta đã break her favorite vase. Bởi vì anh ấy đã làm vỡ cái vase là cái lọ hoa yêu thích của cô ấy nha. Thì cái việc mà did là con did thì con thấy nó là thì quá khứ đơn nè, là mẹ Tom đã giận rồi nha. Thì bởi vì anh ta đã làm vỡ, là làm vỡ là làm vỡ trước đó rồi, trước khi giận. Thì cái việc mà trước quá khứ đó thì con sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Cho nên là con sẽ chia cái từ break này nè sang thì quá khứ hoàn thành của nó. Thì câu số 1 là sẽ chia như thế nào đi con? À, con sẽ chia gì đây con? Because he... Cái gì đây con? Chia quá khứ hoàn thành nha. Quá khứ hoàn thành thì sẽ là hết VP đi. Đọc ơi. Dạ con. Ừ. Ừ, con chia cái từ break này xong. Chia VP ba. Hết VP đi. Rồi. VP đi của từ break là gì Lộc? Exercise. Hồi đó cô có cho Lộc cái bảng đó nè. Exercise 1. Làm nhớ không con? Yeah. Rồi, ok. Nhi, Nhi biết không Nhi? Hết gì được con? Hết. Broken. Rồi, bây giờ tại nha. Tại vì mình có cái từ break là V1 nè. Nha. Cái từ 2, V2 của nó sẽ là broke. Và V3 của nó sẽ là break, broken. Ok. Nè, câu số 2. Ê, sorry, broken, broken. Rất là con. Vậy là V1, V2, V3. Cái thì quá khứ hoàn thành thì mình sẽ chia là hết V3 đi. Cho nên là mình sẽ chia là hết broken. Nha Lộc ha. Rồi câu số 2 không. When did you watch TV last night? When I do all of my homework. Bạn xem TV tối qua khi nào vậy? À, khi mà tôi đã hoàn thành xong bài tập. Có nghĩa là cái việc mà hoàn thành xong bài tập đó con nó diễn ra trước khi mà tôi xem TV. Đúng không? Rồi vậy là con sẽ chia câu số 2 như thế nào đi nha. Chia thì quá khứ hoàn thành cho tất cả bài này luôn con. Bài này mình chỉ chia thì quá khứ hoàn thành thôi. Có nghĩa là mình sẽ chia cái công thức số 2 hồi nãy. Ừ. When I gì đây con? Hết. Hết gì con? Hết gì? V3 của Drew là gì con? Done. Done. Very good. Rồi, chính xác nha. Hết done. Tại vì mình có là Drew đúng không con? Drew nè. Drew hoặc là days nó là ở hiện tại nè. Còn V2 của nó là gì đây con? Biết đúng không? V3 của nó sẽ là done. Đúng không Nhi? À. Vậy thì mình sẽ chia gì đây con? Mình sẽ chia V3. Hết V3 cho nên là mình sẽ chia là hết hết done. Nha. À. Câu số 3. Là vậy. Did you first see them at my last birthday party? No, I met them before.
Con chia ra đi con. Hết gì con? Hết gì? Hết match. Hết match, đúng rồi con. Rồi, chính xác. Hết match. Cái từ meet đó, V1 mới là meet nè con. Meet. V2 là match. Nha. V3 đó là match luôn. V1, V2, V3. Rồi, con chia là hết V3 đi, cho nên là con sẽ chia là hết match. Nha. Bài này đơn giản lắm, mình chỉ cho mình thuộc công thức thôi đó con. Rồi, mình chia thôi. Nhưng mà để con có phủ định với lại câu hỏi nha. Rồi, câu số 4 con. Why did she return home? Tại sao cô ta lại quay trở về nhà? She suddenly remembered she not turned off the gas stove. Là cô ta, đột nhiên cô ta nhớ là cô ta đã quên tắt cái bếp, bếp ga. Suy gì đây con? Đây là câu phủ định nha. À, câu phủ định nó có nói là gì? She hadn't turned it off. Very good, very good. Vậy là she hadn't. Hết con thêm nó vào. Turn này con chuyển sang V3. Con chuyển sang ED của nó đúng không? Tại vì cái từ turn này thì nó không có V3. Con thêm ED vào nha. Good. Hết nè, thêm nó vào là hadn't nè con ha. Hadn't. Turn. Turn này mình thêm ED vào. À. Hadn't turned off. Nè con ha. À. Ok. Hadn't. Yeah. Hadn't turned off. Yeah, okay. Hadn't turned off. Right. Turn này con thêm ED này con thêm trừ từ turn ha, chứ không thêm như off được. Con chỉ thêm ED vào động từ thôi, động từ turn ha. Thank you Nhi. Câu số 5. How did they like our city? They said it was the loveliest city they ever seen. Sorry. They ever seen. Vậy là con sẽ chia cái từ seen này như thế nào, seen này như thế nào đi đọc ha. Yeah. Ừ, con sẽ chia cái từ xin như thế này. Ừ, xin đúng rồi, nhưng mà sẽ chia gì xin con? Thì mình làm trước rồi. Hả? Chia gì con? Chia đó thêm chữ N phía trước. N phía sau chứ. N này thêm xin N phía sau chứ. Xin, nhưng mà phải có hết nữa con, hết nữa. Đúng không? Nhìn hết xin đúng không? Ừ, nhưng mà trong cái này nữa con, trong cái này nó hơi khó chút xíu. Là cái từ hết đó nó sẽ nằm trước ever. Tại vì cái từ ever này nó sẽ chen giữa hết với lại là hết với lại seen á. Cho nên là con sẽ dùng là they had ever seen. Yeah. They had ever seen. Yeah. They had ever. They had ever seen. Họ đã từng gặp. Đó là thành phố đẹp nhất mà họ đã từng gặp. Con nhớ nha, cái từ ever này nó sẽ chen giữa, nó sẽ nằm giữa had với lại ever, ever seen nha. Had với lại seen đó con. Rồi, câu số 6. It rained yesterday after it gì đó. Be try for moments. Bây giờ nha, đầu cô quên nữa, hồi nãy cô quên cái chỗ này là đầu tiên con có là động từ nguyên mẫu là seen nè. Xong rồi cái quá khứ đơn của nó sẽ là saw. Rồi, V3 của nó sẽ là seen. À, see, saw, seen. V3 là seen ha. Còn câu số 6 thì sao đây Nhi hả? Trời mưa rất là nhiều vào ngày hôm qua sau khi mà nó đã gọi là khô hạn đó không? Trong vòng vài tháng. Vậy là ít gì đây con? Dạ, ít seen. Đủ chưa con? Đủ chưa? Chưa, chưa đủ. Ít gì đây con? Trong công thức của quá khứ hoàn thành nó có hết nữa con. Con nhớ nha. Trước khi mà con dùng V3 thì con phải dùng hết nữa. Cho nên nó sẽ là gì đây con? Ít gì đây Nhi hả? Hết pin. Hết pin coi. Hết pin. Con tưởng nó quá khứ đi. Đâu con. Mình nguyên cái bài này nè. Nguyên cái bài này mình chỉ chia thì quá khứ hoàn thành để mình thuộc công thức thôi. Nè nó kêu con là dùng thì the past perfect nè. The past perfect đó là thì quá khứ hoàn thành. Với lại cái việc mà trời mưa. Cái việc trời mưa đó. Nó diễn ra sau con, còn cái việc mà try kiểu như là khô á, thì nó đã diễn ra trong vòng vài tháng trước đó rồi. Có nghĩa là vài tháng trước đó là nó khô, xong rồi mới hôm qua nó mưa. Vậy thì cái việc mà khô đó nó diễn ra trước quá khứ. Mà trước quá khứ thì mình dùng thì quá khứ hoàn thành là đúng rồi con. Dạ. Yeah. À, câu số 7. By the time he arrived on his classmates' leave. Câu này khó xíu nha.
By the time là trước khi mà anh ta đến con thì tất cả bạn của anh ta đã rời khỏi rồi. Có nghĩa là cái việc mà bạn của anh ta rời khỏi đó nó diễn ra trước mà. Nha. Nó diễn ra trước thì mình sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành cho cái câu này. Mình sẽ chia như thế nào đây Lập ha? V3 của leave. Hết gì con? Hả? V3 của leave là gì con? Ừ. Đúng rồi, chính xác rồi. Hết. Hết left. À. Rồi, left nha con. Bây giờ cô sẽ có cái từ leave là rời khỏi nè. Xong rồi V2 của nó sẽ là left. À. Giờ V3 của nó sẽ là left luôn. Rồi. À, đó có nghĩa là rời khỏi con ha. Ừ, rời khỏi. À. Câu số 7. By the time. Oh sorry, câu số 8. Ok, đó là câu số 7 rồi. À, câu số 8. À. Yeah, have left nha con. Mình đang dùng V3 đó, cho nên là mình sẽ dùng cái từ left. V2, V3 nó giống nhau con. Leave, left, left. Ghi chú kỹ giúp nha. Con ghi chú kỹ giúp mốt mình dùng luôn nha. Câu số 8. We didn't have their new phone number because they moved to the south. Có nghĩa là chúng tôi không có cái số điện thoại mới của họ bởi vì họ đã chuyển đến cái miền Nam rồi. The south là miền Nam rồi nha. Chị thì con sẽ chia cái câu số 8 như thế nào đây Nhi hả? Dạ đây hết move. Ờ đây hết move đúng rồi con. Move thì mình đi vào ha. Rồi. Ui. Câu số 9. When I came, the room was in terrible mess because someone broke in. Có nghĩa là khi mà tôi bước vào đó, thì cái the room thì cái căn phòng nó là một cái terrible mess thôi. Nghĩa là một cái mớ hỗn độn vậy đó, bởi vì ai đó đã break in, có nghĩa là đột nhập vào đó không? Nha. Vậy thì con sẽ chia cái break in như thế nào để đọc ha? Chia quá khứ hoàn thành. Để chia sao con? Hết gì? Hết. Hết gì con? Hết bệnh. Hết gì? Hết rock nữa con. Break thì V3 của nó sẽ là gì con? V3. Ừ, V3 của break là gì con? Rock. Broken. Nha. Yeah. Vậy là hết gì đây con? Hết từ break cái cô chia V3 của nó là broken đúng không con ha? Rồi in con ghi lại thôi. Tại vì mình có break này Lộc ơi. Mình có break này con. Của con 10 á cô. Con 9 là. Oh sorry sorry. Sorry. À cái là hết broken ha. Sorry sorry. Yeah. Nè mình có break này con ha. Okay. Break là V2. V3 của nó sẽ là broken. Vậy cô đang nhẫn có 10. Rồi ok. Câu số 9 nè. Okay, sorry, when they met again, they not see each other for 10 years. Lọc ơi, làm lại dùm con nha, Lọc ơi. When they met again, they not see. Khi mà gặp lại thì họ đã không gặp khoảng 10 năm rồi nha. Đây gì con? Dạ. Yeah. Câu số 10 á. Oh, sorry, câu số 9 đó con. Đây gì đây con? Chia quá khứ hoàn thành. Đây. Hidden, đúng rồi, hidden gì đi con? Seen đúng rồi. Trời ơi, hồi nãy giờ bạn nói hidden. Hidden, seen đúng rồi con ơi. Hidden, seen. À, còn cái dưới đây mới là head broken in con ha. Head broken in. Là head baby đi của break sẽ là broken. In con ghi lại ha. À. Bài này nó chỉ đơn giản là nó cho tập cho con biết cái công thức của thì quá khứ hoàn thành thôi. Để cho con làm bài 2 nó mới cam go nè. Rồi, cam go. Nhưng mà cái này sẽ là đề thi của mình nè. Nếu có kiểm tra thi thì nó sẽ là cái phần này. Cho nên tụi con xem kỹ nha. Let's see. À, câu số 1. Rồi. Sorry. Bài số 2, câu số 1. Hay bây giờ con nhìn nha. À, câu số 1 rồi con. We just finished the dinner when they come.
Con này cái từ when này nó có nghĩa là khi hoặc là thì, nó có hai nghĩa luôn, khi hoặc là thì. Just là vừa mới, không? Finish là hoàn thành, dinner là bữa ăn tối, they come là họ đến. Vậy thì chúng tôi vừa hoàn thành cái bữa ăn tối, có nghĩa là chúng tôi vừa ăn tối xong thì họ đến nha. Chúng tôi vừa ăn tới xong thì họ đến. Vậy thì hai cái hành động này nè con, nó có cái nào trước cái nào sau không? Tại vì cái bài 2 này nè, nó sẽ bảo mình chia là mình sẽ chia thì quá khứ đơn, với lại là mình sẽ chia thì quá khứ hoàn thành đó. Rồi đó. Vậy là mình sẽ chia thì quá khứ đơn con, với lại thì quá khứ hoàn thành nha. Rồi vậy thì câu này nè, chúng tôi vừa mới ăn tối xong thì họ đến. Vậy thì cái việc mà diễn ra trước là việc nào vậy Nhi ơi? Việc nào diễn ra trước không? Dạ ăn tối. Ăn tối xong diễn ra trước. Vậy là cái việc diễn ra trước con sẽ dùng thì gì? Dạ quá khứ đơn. Ủa quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Việc diễn ra trước thì con sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành, là cái việc hoàn thành sau bữa ăn tối nha. Còn cái việc diễn ra sau là cái việc mà họ đến đó, thì con sẽ chia thì gì? Dạ quá khứ đơn. À quá khứ đơn. Vậy thì phía trước là mình chia quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành của cái câu này là gì đây con? Quy gì đây con? Hết. Finish, đúng rồi. Finish thì mình đi vào. Nhưng cái từ just này là con, just là vừa mới, là những cái trạng từ đó, nó giống như là cái từ ever nãy vậy đó. Vậy thì cái từ just này nó cũng nằm giữa had với lại là finished luôn nha. Cho nên là cô sẽ chỉ là we had finished. Sorry, we had just finished nha. Xong rồi phía sau là gì đây con? Phía sau là việc diễn ra sau mình chia thì? Thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn, đúng rồi. Việc diễn ra sau thì mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Vậy là vậy là mình sẽ chia là phía trước nó sẽ là gì đây con? Nó sẽ là hết nè. Just, nhớ nhà just nằm giữa nha con. Finish, con thêm đi con. Xong rồi cái việc diễn ra sau rồi con, việc diễn ra sau dùng quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì mình sẽ đổi từ come thành V2 của nó là gì đây con? Came, đúng rồi. Came, đúng rồi. Đó là. Rồi. Ok. Nè, bây giờ nha, còn câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 nha. Rồi bây giờ cô mời câu 2, câu 2 với lại câu 3 đó, cô mời Miễn Nhi làm nha. Câu 4 với lại câu 5 cô mời bạn Lộc làm nha. Ok. Rồi, có câu câu 4 thì nó hơi khó tí xíu, tại vì nó có tới 3 khoảng trống đó. Nhưng mà con cũng xem coi cái việc nào diễn ra trước thì con sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Còn cái việc nào diễn ra sau thì con sẽ sử dụng thì quá khứ đơn nha. Rồi, ok. Con làm xíu nha, con làm xíu chút xíu cô sửa nha. Tự làm đi, xong rồi con tự làm trước, xong rồi cái cô sẽ sửa lại thì nó sẽ ok hơn nha. Nó sẽ ok hơn là cô cùng tụi con làm ha. Tại vì cô cùng tụi con làm thì tụi con sẽ làm đúng. À, rồi, con tự làm thì nó có thể đúng, có thể sai, đúng như mình mừng. Còn sai thì mình ghi nhận cái chỗ đó, mình dìm xem lại nha. Hai ba nha Nhi nha. Tụi con làm câu số 2 xong chưa? Nhi ơi. He seldom travel by bicycle before he go to Vietnam. Vậy là anh ta seldom. Cái từ seldom này con, nó có nghĩa là hiếm khi. Anh ta hiếm khi travel by bicycle là đi bằng xe đạp ha, trước khi mà anh ta đến Việt Nam. Rồi, vậy là anh ta ít khi, hiếm khi đi bằng xe đạp trước khi mà anh ta đến Việt Nam. Vậy thì cái việc nào diễn ra trước không? Dạ, anh ta đi xe đạp. Cái việc mà anh ta hiếm khi đi xe đạp nó diễn ra trước. Xong rồi cái việc diễn ra sau nó mới là khi mà anh ta đến Việt Nam, đúng không con? Nha. Cho nên là cái việc mà đi xe đạp này nè, con sẽ chia thì gì đây con? Việc diễn ra trước. Ừ, còn việc diễn ra sau thì con sẽ chia. Ừ. Vậy là cái từ travel này con sẽ chia như thế nào đây Nhi ha? Dạ là theo đầm là chặn từ, vậy là đưa hết cho trước rồi đúng không cô? Đúng rồi, chính xác. Very good. Xéo đầm là chặn từ nè con. Giỏi, giỏi. Đúng rồi, xéo đầm là chặn từ. Vậy là mình đem hết cái đằng trước nha. Vậy là hết nè. Hết. Hết rồi tới... Đúng rồi, hết là tới xéo đầm. Và tới gì đây con? Travel thì mình đi vào nha. Rồi, chính xác nha. Vậy là câu số 3 là hết seldom travel.
Rồi. Ok, một liên lạc. À. Rồi, câu số travel. Rồi, khoảng chấm số 2 là gì đây con? Khoảng chấm số 2. Dạ, when. Ờ, đúng rồi. Khoảng chấm số 2 thì mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Mà quá khứ đơn thì mình sẽ chia với V2. Là V2 của cô sẽ là went. Đúng rồi, đây con. Yeah. That's good. À, thì là went. Câu số này. And go to get the carpet for the room, but someone already take it. Carpet là cái thảm trải sàn đó con ha. And đó đi mua cái thảm trải nhận cái thảm trải sàn cho cái căn phòng, nhưng mà ai đó already take it, nhưng mà ai đó đã lấy nó đi mất rồi nha. Rồi. Vậy thì cái việc nào diễn ra trước không? Cái việc mà đi lấy cái thảm trải bàn nó diễn ra trước, hay là cái việc mà người khác đã lấy nó rồi á, thì nó diễn ra trước không? Mua cái thảm trải bàn trước. Ý, phải không? And đi mua cái thảm trải sàn cho căn phòng, nhưng ai đó đã lấy nó rồi, đã kiểu như là đã mua nó rồi. Vậy thì cái việc nào diễn ra trước không? Vậy là người ta mua nó rồi. À, người ta mua diễn ra trước xong rồi cô này cũng mới đi. Với là cô này cũng tới thì người ta đã mua nó rồi, kiểu như vậy đó con nha. Vậy thì cái việc mà mua đó nó diễn ra trước. Xong rồi cái việc mà cái cô này cổ đi đến để mua đó nó diễn ra sau ha. Vậy thì con thấy là cái từ là cái việc mà lấy nó nha, already take it đó. Thì con sẽ chia thì gì đây con? Việc diễn ra trước. Dạ, quá khứ hoàn thành. À thì quá khứ hoàn thành đúng rồi con. Thì con sẽ chia gì đây con? But someone already, nó cũng là trạng từ luôn nha. Already là trạng từ rồi. Chúc cô hết. À hết already là trạng từ. Ê, cô nhắc lại nha. Already nó là trạng từ nha con. Vậy thì hết nó nằm ở đâu? Dạ hết nó nằm trước already. Already đúng rồi. Hết already. Tại vì S là trạng từ nó sẽ nằm giữa S thì là V3 đi đúng không? Vậy là had already. V3 của text là gì đây con? Thuốc là V2 đúng không? À, V3 của nó sẽ là taken. Mình có text nè. Rồi took, taken nha. Vậy là had already taken nha. À, had already taken. Xong rồi tới tới cái việc mà cô này cũng đi mua đúng không con? Cái việc cô đi mua nè. Cho nên cái việc cô đi mua diễn ra sau thì con sẽ chia từ cô này như thế nào đi nhá. Dạ. V2 của cô là went. Đúng rồi con. V2 của cô là went. Okay, that's good. Went. Yeah. Rồi, được rồi ha. Thank you nhé. Rồi, con hiểu không? Có nghĩa là cái việc nào diễn ra trước thì con sẽ dùng từ quá khứ hoàn thành. Việc nào diễn ra sau thì con sẽ dùng quá khứ đơn nha. Quá khứ hoàn thành là hết V3 đi. Quá khứ đơn là V2 đi. Còn mấy cái từ như là seldom nè con nha. Seldom là trạng từ nè. Nó sẽ nằm giữa nha. Seldom là trạng từ. Nó sẽ nằm giữa. Hết với lại V3 đi. Từ just cũng như vậy luôn. Just này. Nó cũng là trạng từ. Nó cũng nằm giữa hết V3 đi luôn nha. Already cũng như vậy luôn. Nó cũng nằm giữa hết với lại V3 đi luôn. Cái này là phải dịch ra nữa cô. Đúng rồi con. Đúng rồi. Cái này là phải dịch ra nha. Con phải dịch ra. Con coi cái nào nó diễn ra trước, còn cái nào nó diễn ra sau nha. Ừ. Nó khó là nó khó chỗ đó. Tới lúc kiểm tra cái nó cho nhiều từ không biết dịch, cái nghĩ làm luôn. À, thì đó là lý do tại sao mà cô khi là tụi con học tiếng Anh, muốn học tiếng Anh cho giỏi là phải thuộc từ vựng, kiểu như là phải có một cái lượng từ vựng nhất định nha. À, để mình làm bài cho nó tự tin, kiểu như làm ngữ pháp cũng cần từ vựng mà, cũng cần dịch bài đúng không? Yeah. Câu số 4. You manage to see the director or he go out by the time you get there. You managed to manage, nó là cố gắng. Bạn cố gắng gặp giám đốc. Hay là anh ta đã đi ra ngoài. By the time thì nó có nghĩa là trước khi, anh ta đã đi ra ngoài trước khi mà bạn đến đó. À, rồi
cái việc này con, cái việc mà bạn cố gắng gặp giám đốc á, nó đã xảy ra trong quá khứ rồi và nó cũng đã kết thúc trong quá khứ rồi luôn. Và cái việc đã xảy ra trong quá khứ và nó kết thúc trong quá khứ luôn rồi thì cô sẽ sử dụng thì gì đây Lộc ha? Quá khứ gì con? Quá khứ đơn thì con cái từ manage này con sẽ chia như thế nào đây Lộc ha? Thứ hai luôn. V2 của cái từ manage là gì con? Hả? Manage này như thế nào? Nó có V2 không con? Dạ, như là không. Vậy nên mình thêm đi đi. À, mình thêm đi vô ha, mình thêm đi vô. Rồi, để manage nè, cố gắng manage của thêm đi vô. Ok, manage the video. Rồi, tiếp nha. À, tới cái rồi, tới khoảng chấm tiếp theo con. Anh ta go out, đi ra ngoài rồi. By the time, là trước khi bạn đến đó. Vậy là việc gặp ra trước không? Cái việc mà anh ta đi ra ngoài diễn ra trước hay là cái việc mà bạn đến đó diễn ra trước? Anh ta đi ra ngoài. Ừ. Cái việc anh ta đi ra ngoài diễn ra trước. Vậy thì cái việc mà go out, cái việc đi ra ngoài này con chia thì gì con? Việc diễn ra trước. Hiện tại hoàn thành. Quá khứ hoàn thành chứ là. Quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì con sẽ chia ngay chỗ này như thế nào đây Lộc ha? Hi. Hết. Hết đúng rồi con. Hi hết gì đây con? Hết gone. Very good. Hi hết gone. Còn cái khoảng trống tiếp theo là cái việc mà tôi đến đó, bạn đến đó, hành động diễn ra sao thì con sẽ chia thì gì? Thì gì? Hành động diễn ra sao? Ừ, hành động diễn ra sao con? Dùng thì gì? Hành động diễn ra trước. Quá khứ hoàn thành. Hành động diễn ra sao quá khứ? Quá khứ đơn nha. Vậy là con sẽ chia gì đây con? Quá khứ đơn của từ get. Got. Got, đúng rồi. Rồi, vậy là hết hết gone nha. Chú hiện trong tiếp theo sẽ là hết gone. Chị chú vô tập nha mấy bạn ơi. Hết gone. Xong rồi tới got nha. Câu số 3 con. Câu số 3. Sorry, câu tiếp theo của cuối đó. He just get home when you phone. Có nghĩa là just là vừa mới nè con, anh ta vừa mới get home, ta vừa mới về nhà thì bạn gọi nha. À, anh ta ở New York. À, anh ta New York. Vậy thì đầu tiên trước nha, hai cái này trước đi. Anh ta vừa mới về nhà thì bạn gọi, có từ just nè con. Đó, có từ just nè, vừa mới nè. Anh ta vừa mới về nhà thì bạn gọi. Vậy thì cái việc mà nào diễn ra trước không? Anh ta vừa mới về nhà. Anh ta vừa mới về nhà diễn ra trước nha. Còn cái việc mà bạn gọi nó diễn ra sau đúng không con? Vậy thì cái việc mà diễn ra trước đó cô sẽ chia thì gì đây con? Bên nhà này. Quá khứ rồi. À, vậy là con sẽ chia làm sao? Quá khứ hoàn thành. Thì là thì hết. Thì hết. Hết trước. Hết gấp. Còn từ trước là trạng từ này con. Trước hồi nãy cô có hướng dẫn đó. Trước là already nè. Ever gì đó thì đó là chuyện từ, mà chuyện từ thì nó nằm gì con? Chuyện từ thì nó sẽ nằm giữa con ha. Chuyện từ nè, trust này là cái từ trust này nó sẽ nằm giữa hết với lại bye bye đi. Cái lọc ha. Cho nên là cô sẽ cô sẽ ghi lại là he gì đây con? He. Cái gì? Hết. Trust. Bye bye của get là gì con? Got, đúng rồi. He had just got. Very good. Nhi hiểu không con ơi? Nhi hiểu không Nhi? Yeah. Ừ, rồi. Còn cái việc diễn ra sau là cái việc mà you phone, cái việc mà bạn gọi nè. Cô chỉ thì gì con? Nha. Yeah. Ừ, quá cái việc bất cứ đơn thì con sẽ chia như thế nào đây học ha? Chia với hai. Ừ, với hai của từ phone là gì con? Hai từ phone. Giữ nguyên ha, giữ nguyên. Yeah. À, con này, sorry, thêm đi chứ, thêm đi, tại vì cái từ con này nó không có, kiểu như nó không có V3 đó con, nha, mình ghi VED của nó. Còn cái này thì sao con? Anh ta ở New York, anh ta ở New York.
Việc mà anh ta ở New York nó diễn ra trước hay diễn ra sau không? Trước khi mà Trước bạn đến. Trước, đúng rồi. Cái việc là anh ta New York là cái việc nó diễn ra trước trước khi bạn đến nào. Chị đây, cái này cô chia thì gì không? Quá khứ mà. Vậy là chiên sao? Khi gì đây hả? He had been. Very good. Rồi. Had been. Had been. Tại vì had là con. V3 của be sẽ là been. Đó. Dễ nha. Và bây giờ cô cho làm thêm bài tập nha con. Cô không cho làm tập trong sách nữa. Tại vì bài tập trong sách cái bài cuối nó kỳ kỳ. Nó bảo con là cho con một đoạn văn xong rồi con tìm lỗi sai trong đó. Tìm lỗi sai, tìm 5 cái lỗi trong cái đoạn đó thì cô thấy nó không phù hợp. Cho nên là cô sẽ cho bài tập liên quan tới cái phần này nè, cho tụi con làm cho nó vững nha. Cho nó vững thì nữa mình làm bài thi cho nó tốt. Rồi, ok. Để cô soạn bài câu nha. Cho tụi con làm thêm. Dạ, để cô xong chưa? Tụi con làm xong chưa? Alo. Alo. Nhi làm xong chưa Nhi? Xong 1, 2, 3. Rồi, câu số 1 đi con. Before I go to bed, I wash my face. Có nghĩa là trước khi mà tôi đi ngủ đó nha, thì tôi sẽ rửa mặt. Vậy thì cái việc nào diễn ra trước không? Dạ, việc rửa mặt. À, việc rửa mặt diễn ra trước. Vậy là cái việc wash là rửa mặt diễn ra trước. Thì con sẽ chia thì gì đây? I I have washed. I had washed. Thì mình đi vào washed. Rồi, ok. Còn cái hành động diễn ra sau con? Vậy là went. Went, very good. Nào, hành động diễn ra sau dùng quá khứ đơn. P2 của go sẽ là went. Nào, nhớ giùm cô nha. Nào. Đúng rồi đây nhìn. Câu số 2 lọc rồi. Câu số 2 đi con. I have dinner after I do my homework. Tôi ăn tối sau khi mà tôi đã làm xong bài tập. Rồi, vậy là việc nào diễn ra trước không? Ăn tối trước hay là việc làm bài tập diễn ra trước? Làm bài tập. Làm bài tập diễn ra. Ủa? Đúng rồi, làm bài tập diễn ra trước đúng không? Vậy là cái việc làm bài tập này con sẽ chia như thế. Do my homework. After. Had done. Very good. Had done. Còn cái việc mà dùng bữa tối diễn ra sau đúng không con? Rồi, vậy là con sẽ chia thì gì đây Lộc ha? Hết gì con? Hết, hết, đúng rồi. Hết là cái từ hết đầu tiên á. Hết đầu tiên, hết là bình thường nha con. Hết đầu tiên là hết trong công thức. Hết thứ hai là nó là V3 của lại health. Cho nên là con dùng hết là chuyện bình thường nha. Nhớ nha, hết là chuyện bình thường nha. Hợp lý thật, nhưng mà gì sai hết. Nhi đúng câu số 2 không Nhi? Đúng. Câu số 3 con. By the time nếu con nó giống như là cái từ before vậy đó. By the time là before. Đó là trước khi á. By the time before có là trước khi. Trước khi mà cô ta chạy đó con thì cô ta drink some water. Cô ta uống một ít nước. Vậy thì việc nào diễn ra trước không? Cái việc mà cô ta chạy hay là cái việc mà cô ta uống nước? Dạ cô ta uống nước. Cái việc mà cô ta uống nước diễn ra trước. Cho nên là cái việc uống nước thì con sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành là gì đây con? Là head drunk. Head drunk ha. Là head drunk. À mình đọc là drunk con ha. Head drunk. Rồi. Còn cái hành động diễn ra sau con là chạy nè. Dạ yeah, là run. Run, đúng rồi. Mình sẽ có là run con ha. Mình sẽ có nha. Bây giờ mình sẽ có là đi tới lại xíu nha. Run nè con. Run. Ren là chạy nha. V2 của nó sẽ là ren. V3 của nó sẽ là quay chế ren con ha. Ren nha. Còn cái từ drunk nha, drink uống. Mình sẽ có là drink nè, mình sẽ có là drunk ha. Mình sẽ có là drunk. Đó, phải nhớ nha. Ren nha. Drink, drunk, drunk. Rồi, vậy thì cái việc là uống nước thì diễn ra trước là con quá khứ hoàn thành ha. Việc diễn ra sau là quá khứ đơn. Câu số 4 nha con, câu số 4. We eat lunch after we finish our study. Chúng tôi ăn trưa sau khi mà chúng tôi hoàn thành việc học là chút xíu nè ha. Tiết học xong ăn chưa? Vậy là việc nào diễn ra trước hay là không?
Việc nào diễn ra trước không? Việc ăn trưa diễn ra trước hay là cái việc mà hoàn thành cái việc học diễn ra trước không? Hoàn thành cái việc học diễn ra trước là finish study diễn ra trước đúng không? Vậy là con sẽ chia như thế nào đây Lộc hả? We We had finish strength, finish study vô đúng không? Rồi, việc diễn ra trước là con, việc diễn ra trước là quá khứ hoàn thành. Việc diễn ra sau là con sẽ chia quá khứ đơn của nó. Quá khứ đơn của nó là gì đây con? Không biết. Quá khứ đơn của it là ate. Mày đọc là ate không? Đó. Rồi, V1 của nó là mình có it nè con ha. V2 của nó sẽ là ate và V3 của nó sẽ là it. Rồi, nhớ dùm câu nha, V1, V2, V3 ha. Eat, ate, eaten. Rồi, câu số 5, câu Hoài Nhi. By the time we come home, I do my report at work. By the time, nó đồng nghĩa với lại từ gì vậy Nhi, hồi nãy cô dạy rồi đó không? By the time, đúng rồi con, by the time, nó bằng cái là before, là trước khi đó. Trước khi chúng tôi về nhà đó, thì tôi do là tôi đã làm cái report, là làm cái báo cáo. Xong rồi, vậy là việc nào diễn ra trước không? Dạ, làm cái báo cáo. Đúng rồi, vậy là con sẽ chia cái việc mà làm báo cáo đó, con sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Là gì con? Had done. Had done, đúng rồi con nha. Rồi, còn việc diễn ra sau con? Dạ là quá khứ đơn là weekend. Very good. Rồi, V1, V2, V3 của come là gì con? Dạ, come, can. Ê, phải không nha? Come, can, come nha con. Rồi, có gì có con có quên xíu thì con ghi chú lại nha. Con ghi chú lại mấy cái động từ này nè. Rồi, vậy thì mình dừng ở đây nha. Rồi, tuần sau mình gặp lại. Nếu mà tụi con có kiểm tra 15 phút hay là một tiết gì đó thì tụi con nói cô để cô ôn bài nha, cho nó kịp nha. Nhớ nha, nhớ chép lại bài nha con. Rồi, goodbye everyone. See you next week. Tuần sau cô chào gặp lại nha. Bye. Goodbye. Rồi, goodbye. Goodbye Lộc nha. Goodbye Nhi. Okay.